Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trịnh Xuân Trường tham dự lễ khánh thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia và khai mạc triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2023. Phụ nữ thành phố Lào Cai đa dạng mô hình sinh kế giúp nhau giảm nghèo. Đồng đáo ghi lễ then Pang Khẩu Mẩu của người Tày Văn Bản. Tin trong nước và quốc tế, kinh tế tuần hoàn, hướng đi thích hợp cho Côn Đảo. Quốc tế ủng hộ ngừng bắn để viện trợ cho giải Gaza. Sau đây là nội dung chi tiết chương trình. Thưa quý vị và các bạn, tham dự lễ khánh thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia NIC và khai mạc triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023 VIIE 2023. Vào ngày 28 tháng 10, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn các tập đoàn công nghệ hỗ trợ tỉnh Lào Cai đẩy mạnh cuộc cách mạng chuyển đổi số. Tại sự kiện này, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường đã đến tham quan tìm hiểu một số gian hàng triển lãm công nghệ cao của tập đoàn Viettel, VNPT, FPT. Đây là những tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam và đang hợp tác với tỉnh Lào Cai trong việc đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là lĩnh vực chuyển đổi số. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai mong muốn các đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục quan tâm đầu tư, hỗ trợ tỉnh Lào Cai trong quá trình thực hiện chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2023 diễn ra từ ngày 28 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 với nhiều hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm, công nghệ mới trong 8 lĩnh vực trọng tâm như nhà máy thông minh, đô thị thông minh, truyền thông số, công nghệ môi trường, an ninh mạng, công nghiệp bán dẫn, hydrogen và y tế cho tới những khu trải nghiệm công nghệ đa giác quan nơi các sản phẩm và ứng dụng công nghệ được trình diễn linh hoạt và tùy biến. Lào Cai đặt mục tiêu đến hết năm 2025, có 70% tổng số thôn trên địa bàn được Ủy ban Nhân dân cấp huyện công nhận hoàn thành thôn nông thôn mới, trong đó 30% số thôn đạt chuẩn thôn kiểu mẫu. Quá trình xây dựng thôn nông thôn mới, thôn kiểu mẫu, các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Mục tiêu là người dân tự giác, tích cực, chủ động, nâng cao chất lượng các tiêu chí, đặc biệt các tiêu chí đảm bảo thực chất, hiệu quả, tạo điểm nhấn cho bức tranh nông thôn mới. Các xã đặt mục tiêu hoàn thành nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, phấn đấu có ít nhất 20% số thôn được công nhận là thôn nông thôn mới. Tính đến nay, Lào Cai có 177 thôn kiểu mẫu và 237 thôn nông thôn mới. Với hơn 19 tỷ 500 triệu đồng từ nguồn ngân sách địa phương và vận động xã hội hóa được từ các tổ chức cá nhân, từ đầu năm đến nay, thành phố Lào Cai có thêm nguồn lực thực hiện cải tạo chỉnh trang đô thị. Thành phố đã cải tạo, nâng cấp, lắp đặt bổ sung điện chiếu sáng công cộng, hệ thống dây cấp nguồn trên 30 tuyến đoạn tuyến, ngõ phố, cải tạo hệ thống hành lang vỉa hè, ống thoát nước, thực hiện gọn hóa 51 tuyến phố, ngầm hóa 12 tuyến phố. Phong trào làm đẹp cảnh quan đường phố diễn ra sôi nổi. Dự kiến từ nay đến cuối năm sẽ có thêm 5 tuyến phố văn minh, trong đó có 3 tuyến phố văn minh và 2 tuyến phố hiện đại kiểu mẫu được công nhận, nâng tổng số tuyến phố văn minh của thành phố lên 380. Trong đó có 9 tuyến phố kiểu mẫu. Sớm đưa thành phố Lào Cai đạt các tiêu chí của đô thị loại 1 vào năm 2025. Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Lào Cai triển khai nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ hội viên nghèo phát triển kinh tế, qua đó giúp chị em có thêm động lực, niềm tin vươn lên trong cuộc sống. Đây cũng là hiện thực hóa tinh thần của các cấp hội trên địa bàn trong việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Một mình nuôi hai cháu nhỏ, bà Nguyễn Thị Liều thuộc diện hộ khó khăn nhất của thôn Thành Châu, xã Hợp Thành, không có khả năng xây dựng ngôi nhà đã hư hỏng. Được Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố hỗ trợ 30 triệu đồng, cùng với sự giúp đỡ của anh em, bà con, mái ấm tình thương của ba bà cháu đã hoàn thành trong niềm vui và xúc động.
Bây giờ có nhà thì bà cháu được mừng lắm à. Rồi có chỗ che mưa che nắng thì khỏi phải rột lát. Tôi phải cố gắng lúc nào mà không ốm yếu không làm được thì mới chịu dừng việc để không được phải làm để nuôi hai cháu. Cùng với hỗ trợ về nhà ở, hàng năm Hội Phụ Nữ thành phố cũng tiến hành hỗ trợ cây con giống, kỹ thuật trồng trọt chăn nuôi cho hội viên khó khăn với mục đích giúp chị em có thêm tư liệu sản xuất, vươn lên thoát nghèo và làm giàu. Trước đây thì mảnh nương ở đây thì cũng chỉ là trồng sắn trồng khoai, không mang giá trị kinh tế cho gia đình. Và bây giờ cũng được Phụ Nữ thành phố hỗ trợ cây quế này thì hiện nay cũng phát triển rất là tốt và đất cũng rất là phù hợp. Cũng mong rằng là cái quế sẽ phát triển sớm và nhanh để mang lại giá trị kinh tế cao cho gia đình. Với nhiều hoạt động, việc làm thiết thực, hỗ trợ hội viên vươn lên trong cuộc sống, các cấp hội trên địa bàn thành phố đã và đang hiện thực hóa việc học và làm theo Bác bằng những hành động cụ thể. Các cấp hội đã xây dựng được 72 tập thể, 72 cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Đặc biệt là đã khởi công làm 13 nhà máy ấm tình thương với tổng trị giá hỗ trợ là 530 triệu đồng. Thì đưa những cái phong trào học tập làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh thì chúng tôi phát động thành những cái chủ đề chủ điểm. Qua đó thì có những cái kỳ đó là tổng kết thi đua đánh giá. Thì từ đó thì có được cái kết quả để chúng tôi thực hiện trong những nhiệm vụ trong những thời gian tới. Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của các cấp hội phụ nữ trên địa bàn thành phố không chỉ tạo động lực, niềm tin giúp cho phụ nữ nghèo vươn lên mà còn lan tỏa tình yêu thương, tinh thần sẻ chia trong đời sống cộng đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xăng dầu Lào Cai Petrolimex Lào Cai tổ chức hội nghị gặp gỡ tri ân khách hàng năm 2023 với chủ đề Hợp tác cùng phát triển. Trải qua gần 30 năm xây dựng và phát triển, Petrolimex Lào Cai đã không ngừng mở rộng mạng lưới, phân phối, nâng cao chất lượng. Hiện tại, Petrolimex Lào Cai có một kho xăng dầu với sức chứa 4.000 mét khối tại khu công nghiệp Đông Phố Mới, đảm bảo nguồn hàng để cung ứng cho thị trường Lào Cai, Lai Châu và một phần của tỉnh Điện Biên. Công ty có mạng lưới 32 cửa hàng xăng dầu trực thuộc phủ khắp các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Tổng doanh thu toàn công ty 9 tháng đạt trên 1.300 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước là 110 tỷ đồng. Thời gian tới, công ty sẽ đầu tư mở rộng mạng lưới phân phối, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh, đem lại tối đa lợi ích cho khách hàng, người tiêu dùng. Tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em của tỉnh Lào Cai đang ở mức cao với 28,6% trẻ suy dinh dưỡng thấp còi, 16,7% suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, đứng thứ 58 trên 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong đó, tỷ lệ suy dinh dưỡng thể cân nặng trên tuổi và thể chiều cao trên tuổi cao thứ 3 trong các tỉnh miền núi phía Bắc. Suy dinh dưỡng tập trung ở trẻ em sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, người dân còn thiếu kiến thức, kỹ năng chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ. Ngành y tế đang tích cực triển khai công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, tập trung vào chương trình chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời, xây dựng mô hình an ninh lương thực, thực phẩm, đảm bảo chất lượng bữa ăn hộ gia đình, đặc biệt đối với các xã khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1, đội 1 thuộc Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an vừa lập biên bản xử phạt xe khách của nhà xe Kết Đoàn mang biển kiểm soát 15F01200 liên tục lấn làn vượt ẩu trên cao tốc Nội Bài Lào Cai, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và hành khách trên xe. Theo đó, người điều khiển xe đã bị lập biên bản vi phạm hành chính 5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 tháng với hành vi vượt xe trong trường hợp không được vượt. Trước đó, vào chiều ngày 22 tháng 10, chiếc xe khách của nhà xe Kết Đoàn biển kiểm soát 15F10200 chạy tuyến Hải Phòng Sapa theo chiều Lào Cai Nội Bài liên tục lấn làn vượt ẩu ngay trên cao tốc, mặc dù đoạn đường có vạch kẻ liền vàng. Nguy hiểm hơn, có những đoạn đường cua, chiếc xe này vẫn không đi đúng phần đường, làn đường quy định khiến các xe đối diện phải di chuyển vào làn đường khẩn cấp để tránh. Xe khách này còn dừng đỗ ngay ở làn khẩn cấp để đón trả khách, nhận hàng hóa. Nghi lễ then của người Tày được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2012. Then của người Tày có nhiều cấp bậc để thực hành các nghi lễ khác nhau, trong đó Pang Khảo Mẩu là một trong những nghi lễ quan trọng của nhà Tày then.
Pang Khảo Màu, theo người Tày là nghi lễ mừng cô mới. Điều đặc biệt, đây là nghi lễ được nhà thầy then tổ chức để cấp sắc cho người có thể thực hiện các nghi lễ và công việc ở bậc cao hơn. Việc thực hiện nghi lễ này bắt buộc phải mời thầy then khác đến làm lễ mới có thể cấp sắc được cho thầy then là chủ nhà. Pang Khảo Màu được tổ chức vào tháng 8, tháng 9 âm lịch. Hôm nay là nhà thầy then Phương làm nghi lễ Pang Khảo Màu và cũng làm lễ cấp sắc để thầy then Phương có thể đi làm những nghi lễ to hơn. Là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, nghi lễ then ẩn chứa nhiều giá trị văn hóa với các hoạt động diễn xướng khác nhau có tính nghệ thuật. Then cũng được coi là món ăn tinh thần của người Tày, đang được thầy then và bà con trân trọng gìn giữ phát huy. Bản thân em là một thầy then trẻ thì em cũng rất mong muốn là thứ nhất là được gìn giữ bảo tồn cái di sản văn hóa then của dân tộc Tày chúng em. Thứ hai nữa là em cũng rất muốn đưa then vào những cái lớp học ngoại khóa của các cháu học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông để giới thiệu về bản sắc dân văn hóa dân tộc then của em. Then đã góp phần hun đúc tâm hồn, tình cảm và ý chí, khát vọng vươn lên, xây đắp cuộc sống ấm no, hạnh phúc của đồng bào dân tộc Tày. Và đồng thời giúp đồng bào dân tộc Tày địa phương có di sản then nhận thức đầy đủ hơn về giá trị của then trong kho tàng di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc, để từ đó có những biện pháp thiết thực và hiệu quả bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa của địa phương. Có nhiều nghi lễ then khác nhau như then Pang Khảo Màu, then giải hạn, then gọi vía, then cầu an, Pang Luông. Trong đó Pang Khảo Màu mừng cô mới thể hiện quy trình lao động sản xuất tạo ra hạt cốm. Nghi lễ có ý nghĩa trân trọng sức lao động của con người, với thành quả của mình dâng lên tổ tiên, thần linh, cầu mong mọi điều tốt đẹp đến với gia đình thầy then và cộng đồng người Tày. Tiếp theo chương trình, hơn 1.200 sản phẩm tham gia lễ hội sản phẩm OCOP vùng biển năm 2023. Mexico khẩn cấp khắc phục hậu quả của siêu bão Otis. Lễ hội sản phẩm OCOP vùng biển năm 2023 đang diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh, đem đến cơ hội trải nghiệm, mua sắm, thưởng thức những sản phẩm chất lượng khắp ba miền cho người dân và du khách. Lễ hội có khoảng 1.200 sản phẩm của 439 doanh nghiệp đến từ 38 tỉnh thành trên cả nước, trong đó có hơn 700 sản phẩm đạt từ 3 đến 5 sao. Đây là dịp để doanh nghiệp quảng bá sản phẩm của mình đến tay người tiêu dùng, đồng thời kết nối giao thương và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong xây dựng chuỗi liên kết an toàn thực phẩm, tạo thị trường ổn định cho sản phẩm OCOP, qua đó nâng cao giá trị thương hiệu sản phẩm, tăng giá trị gia tăng, nâng cao đời sống người dân và đẩy mạnh tiến trình xây dựng nông thôn mới. Đến nay, cả nước có trên 10.300 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên. Thành phố Hà Nội có khoảng 1.350 làng nghề, trong đó có 318 làng nghề truyền thống được công nhận và bảo tồn như một di tích lịch sử. Những làng nghề này đang thu hút hàng triệu lượt khách đến khám phá, tìm hiểu mỗi năm. Thành phố cũng tổ chức lễ hội tôn vinh làng nghề nhằm phát huy các làng nghề và tài năng của những người thợ. Trong cuốn sách kỹ thuật của người An Nam xuất bản vào năm 1908, nghề khảm trai Việt Nam được đánh giá là độc đáo hiếm có của xứ Đông Dương. Tiếp thu tinh hoa đó, các nghệ nhân ở làng khảm trai chuyên Mỹ đã có nhiều sản phẩm xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới. Làng khảm trai chuyên Mỹ trở thành một trong những làng nghề tiêu biểu của thủ đô Hà Nội. Là huyện có hệ sinh thái đặc thù cùng với những ưu thế trong du lịch, nên phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường ở huyện Côn Đảo được tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu quan tâm. Trong đó, kinh tế tuần hoàn là hướng đi phù hợp để Côn Đảo phát triển bền vững. Xác định rác thải nhựa có tác động trực tiếp đến đa dạng sinh học biển. Năm 2020, Côn Đảo phối hợp với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam WWF triển khai các giải pháp giảm thiểu rác thải nhựa. Đây là bước đi đầu tiên trong việc thực hiện các mục tiêu của kinh tế tuần hoàn. Chúng ta cần phát triển thêm các cái mô hình để có thể là thu hồi, xử lý và tuần hoàn các cái nguồn tài nguyên một cách hiệu quả hơn, cụ thể như là các cái mô hình mà tuần hoàn chất thải hữu cơ trên địa bàn huyện. Ngay khi đề án về kinh tế tuần hoàn được triển khai, nhiều nhà hàng khách sạn đã giảm thiểu sử dụng nhựa đựng đồ ăn, thức uống, sử dụng nước, điện tiết kiệm, đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời, phục vụ kinh doanh. Với việc triển khai đề án này,
thì một mặt có thể đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, mặt khác có thể giữ gìn được môi trường cũng như là phát huy được các cái giá trị văn hóa cũng như sinh thái và chủ động ứng phó với lại các cái biến đổi khí hậu. Vườn Quốc gia Côn Đảo là một trong những đơn vị nhận lợi ích lớn nhất khi kinh tế tuần hoàn được áp dụng thành công. Tương lai không xa, diện tích rừng và những dạng san hô sẽ được phục hồi nhiều hơn. Tuyên truyền rồi phổ biến, hướng dẫn rồi làm rõ những cái nội dung của đề án để cho là người dân, doanh nghiệp và cộng đồng trên địa bàn Côn Đảo là hiểu rõ. Với 6 mục tiêu cụ thể, kinh tế tuần hoàn tại huyện Côn Đảo sẽ giúp vùng đất du lịch đầy tiềm năng với đa dạng sinh học biển có bước phát triển mới. Đây cũng là hướng đi phù hợp trong định hướng phát triển kinh tế xanh và bền vững được tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thực hiện nhiều năm qua. Chuyển sang những thông tin quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, Nhà Trắng đã ra thông báo cho biết Mỹ ủng hộ việc tạm ngừng xung đột giữa Israel và Hamas để cho phép hàng viện trợ vào dải Gaza. Nhà Trắng cho biết Mỹ ủng hộ các đợt ngừng bắn nhân đạo để đưa hàng hóa vào cũng như di tản dân thường ra khỏi vùng chiến sự, đồng thời thúc đẩy cung cấp nhiên liệu, khôi phục nguồn điện và các nhu cầu thiết yếu. Tuyên bố của Nhà Trắng được đưa ra sau khi hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu-EU vừa kết thúc ở Bruxelles, cũng kêu gọi thiết lập một lệnh ngừng bắn và mở hành lang nhân đạo tại dải Gaza. Trước đó cùng ngày, quân đội Israel thông báo các lực lượng mặt đất của nước này đã mở rộng hoạt động ở dải Gaza trong bối cảnh quân đội đang tiến gần hơn tới một chiến dịch tấn công trên bộ. Bề đội chống khủng bố thuộc lực lượng cảnh sát quốc gia Indonesia đã bắt giữ 18 nghi phạm có liên quan đến các nhóm khủng bố trong khoảng thời gian từ ngày 2 đến ngày 23 tháng 10 tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Ngày 27 tháng 10, biệt đội chống khủng bố thuộc Cảnh sát Quốc gia Indonesia đã bắt giữ 27 người được cho là thành viên của nhóm khủng bố Ansar Daulah. Theo vị tướng này, Ansar Daulah là nhóm khủng bố ủng hộ Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng. Trước đó, ngày 26 tháng 10, Indonesia cho biết đã bắt giữ tổng cộng 18 nghi can khủng bố thuộc nhóm Ansar Daulah và nhóm khủng bố Jamaat Islamiyah trong khoảng thời gian từ ngày 2 đến ngày 23 tháng 10. Cũng theo đánh giá của đại diện Cảnh sát Quốc gia Indonesia, hiện các mối đe dọa khủng bố không có dấu hiệu gia tăng tại Indonesia. Tuy nhiên, lực lượng đặc nhiệm sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức nhằm ngăn chặn những hành động khủng bố tiềm tàng. Chính phủ Mexico đã kích hoạt hai quỹ khẩn cấp có tổng trị giá 760 triệu đô la Mỹ nhằm khắc phục hậu quả của siêu bão Otis. Cơn bão này đã khiến 27 người thiệt mạng và tàn phá nặng nề các cơ sở vật chất khi tràn qua khu vực duyên hải miền Tây Mexico trước đó một ngày. Ngoài việc kích hoạt các quỹ khẩn cấp, Tổng thống Mexico đã yêu cầu các lực lượng chức năng sơ tán khẩn cấp hàng chục nghìn du khách bị mắc kẹt ở thành phố biển sau khi bão Otis tàn phá nặng nề các địa điểm lưu trú cũng như hệ thống cơ sở hạ tầng tại đây. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Mexico đã kích hoạt một giao thức đặc biệt cho phép huy động không giới hạn số lượng quân nhân tham gia cứu hộ cứu nạn và hỗ trợ việc khắc phục hậu quả của thiên tai. Đến nay, hơn 8.400 quân nhân đã được huy động để hỗ trợ khắc phục hậu quả tại thành phố Acapulco và những khu vực lân cận. Người Chuvash ở Nga là dân tộc thuộc ngữ hệ Tuốc. Do cuộc sống du mục tiếp xúc với nhiều dân tộc, người Chuvash sở hữu một kho tàng các nhạc cụ cổ truyền rất đa dạng. Không phải ngẫu nhiên mà vùng đất của dân tộc Chuvash ở Nga được xem là xứ sở của 100.000 ngôn từ, 100.000 tấm thêu và 100.000 bài hát. Tại Bảo tàng Nhạc cụ Cổ truyền Chuvash trưng bày và giới thiệu hơn 50 nhạc cụ dân tộc khác nhau của người Chuvash. Trước kia, mỗi làng của người Chuvash đều có các thợ chế tác dụng cụ âm nhạc. Các nhạc cụ cổ truyền của người Chuvash rất đa dạng, nhiều sắc thái, thậm chí có thể là những dụng cụ đơn giản trong nhà. Mỗi nhạc cụ đều đem đến những điều đặc biệt trong cách sử dụng. Điều này cũng cho thấy một nền văn hóa Chuvash giàu bản sắc và gợi nhớ đến những giai đoạn phát triển rực rỡ của xã hội Chuvash. Thưa quý vị và các bạn, khung cảnh yên bình, phảng phất chút cổ kính lãng mạn, thị trấn nhỏ Sovita di Badoregio, miền Tây nước Ý, nằm trên ngọn núi lửa ở thung lũng Canlanchi, một khu vực có cảnh quan độc đáo do sự biến đổi địa chất liên tục. Đây là điểm đến thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan mỗi năm,
Mời quý vị và các bạn cùng khám phá thị trấn 2.500 năm tuổi này trong một góc nhìn cuộc sống hôm nay. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.